Con thích về nhà lúc 5 giờ, cầm lá chỉ vui và xét vở. Con không thích mái tóc cả nhà, nhưng không làm thì bị nhắc nhở. Con thích xem phim hoạt hình, nhưng mà 6 giờ mới có. Trường thêm được xem, toàn là bé bạn toàn khó. Thôi thằng ngay, không muốn nghe em kêu. Từ tiếp một và cho đến hết ngày. Em có phải con gái mà cứ lại nhảy, chắc phải đi tết đề. Tôi thì không muốn chê và không muốn nghe cái giọng cả ống nghèo. Mấy sao rồi sao không về thôi, để rồi người đây mà nhóng nhóng. Lớp học đang nóng như lửa và đó là lý do khiến chúng ta nên nếu mà bà có hỏi thì em phải nói chị đi học thêm cùng. Nên nếu như em không nghe thì không chung về thì em biết tay này. Nên nếu như em làm lè không nghe dân đề biết này. Tôi đã học xong, lúc đầu cũng thấy nặng và ngồi thấy ba đi làm này có nhọc không. Đừng để cho ba phải cáu lên, tiếp tục ngồi tự học đến đêm. Mấy lần rồi con thử đếm xem, sau vô ý thức từ chị đến em. Hở ra là đòi xem tivi, con mấy tuổi rồi hả Piggy. Ở cùng lớp có bạn tên Huy đã học thêm đủ đến lúc đi thi. Kỳ này nhất định phải điểm cao, học thêm ca nữa đến 10 giờ. Đừng có hỏi ba là tại sao, ô hay hai đứa này buồn cười nhá. Con thích về nhà lúc 5 giờ, cả hai chị nhìn bằng sách vở. Thêm toán, chiều chủ nhật đi học Anh văn. Đầu tuần học thêm cả triết học, nên xong tiết cuối con phải nhanh chân thêm piano, thêm tây quân đô để con của ba vươn lên hàng đầu. Học thêm bơi lội để cho chơi trội, cuối tháng đăng ký lớp học làm giàu. Không muốn nghe thêm lời giải thích, không cần thấy đòi hỏi gì thêm. Ba biết điều gì là tốt nhất cho việc học hành của hai chị em. Ngồi vào bàn học lay lập tức 5 giờ sáng mai chưa dậy thì liệu hồn. Tháng này em không đứng đầu lớp là lỗi của con nhé Diệu Huyền. Để con xem cả một ngày hôm nay do bà con thế nào. Rằng bao nhiêu lời hứa thì bà đã từng thề nào. Và sau ngày hôm qua thì ngày hôm nay thế nào. Wow, một người 10 tiếng ở trên trường, vết đến nhà và lên đường. Tất cả đều là tự nhiên, còn lại thì 3 năm 7 là xã hội. Quá vội 24 tiếng, ngày nào cũng chả ăn và chán ngủ. Và thì nghĩ xem, 4 bức tường và đề có sáng tủ. Còn những vài thứ và giả sử ngồi cạnh, bữa cơm nóng trong lòng thì nguội lạnh. Ra là hồ hởi nhưng mà vẫn lạnh tanh.